Ok anh em, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Cung Đường Việt Vlog của mình nha. Hiện tại mình đang ở thành phố Hòa Bình, mình đang chạy dọc sông Đà anh em nhé. Ở đây cách thủy điện Hòa Bình chắc tầm khoảng 500m này anh em ạ. Đây sông Đà anh em nhé. Anh em có thể thấy được thủy điện Hòa Bình rồi anh em ơi. Bây giờ thủy điện Hòa Bình đang xả lũ anh em nhé. Kìa anh em nhìn. Kia là thủy điện Hòa Bình anh em nhé. Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ anh em. Nước sông Đà to quá anh em. Ok anh em, bây giờ mình sẽ lên đập thủy điện Hòa Bình anh em nhé. Bây giờ mình sẽ vào làm thủ tục tham quan. Sẽ vào tham quan công trình hở của nhà máy thủy điện Hòa Bình là 20.000 một người lớn anh em nhé. Ở đây có pin line anh em. Mình gần đến rồi anh em nhé. Anh em có thể thấy nhà máy thủy điện đang xả nước anh em.
mình sẽ để xe máy ở đây. Nhà máy thủy điện đang xả lũ anh em nhé. Sóng nước rất lớn rồi anh em nhé. Ok anh em, mình đang trên đỉnh đập thủy điện Hòa Bình, mình đổ xuống. Đây là thân đập thủy điện Hòa Bình anh em nhé. Trong đây là trạm biến áp của nhà máy thủy điện Hòa Bình.
bên đây là nhà truyền thống anh em nhé. Đây là cửa ra vào anh em nhé. Ok anh em, mình sẽ rẽ phải để hướng về cầu Hòa Bình nhé. Mình sẽ chuẩn bị rẽ phải. Mình sẽ đi lên cầu Hòa Bình. Em nhìn thấy đập thủy điện Hòa Bình nhé. Ông kia. Cầu Hòa Bình được khánh thành năm 2000 anh em nhé.
Bây giờ mình sẽ rẽ trái. À, mình sẽ rẽ phải. Mình sẽ rẽ phải anh em nhé. Đây là tuyến phố Cù Chính Lan của thành phố Hòa Bình. Trong này là chợ Hòa Bình anh em. Ở đây là chợ Hòa Bình nhé. Khu vực này là cấm rồi anh em. Ở bên đây là cấm đường rồi. Đây là tỉnh ủy tỉnh Hòa Bình. Đường này là đường An Dương Vương anh em nhé.
trên tuyến DT435. Mình đi trên tuyến DT435 nhé. Cao Phong anh em nhé. Tuyến này là tuyến đi song song với dốc Cun, ở bên kia ngọn núi là dốc Cun này anh em nhé. Đường ở bên đây khá là thoáng anh em. Địa phận huyện Cao Phong. Mình đã qua địa phận thành phố Hòa Bình rồi. Đây là huyện Cao Phong. Ở đây là tượng đài người anh hùng Cù Chính Lan.
đường Tây Tiến anh em nhé. Đường Tây Tiến. Mình sẽ đi hướng Thung Nai. Mình sẽ rẽ trái đi hướng Thung Nai. Đường ở đây khá đẹp anh em nhé. Ở đây khá mát anh ạ. Ở đây là đường tỉnh lộ 435B. Tỉnh lộ 435B ở huyện Cao Phong anh em nhé.
dưới kia là lòng hồ Hòa Bình. Dưới đây là một đoạn nhánh anh em ạ, nhánh của hồ Hòa Bình. Trái xe ở trong này rất là mát anh em nhé, tuyến đường này đáng để anh em trải nghiệm đấy. Tuyến đường này là tuyến đường chạy dọc theo lòng hồ Hòa Bình anh em nhé.
đây là xã Thung Ngai. Cái đường này anh em có thể chạy từ thành phố Hòa Bình lên đèo Đá Trắng cũng được anh em nhé. Đây là cầu treo Trung Hòa Ngoài Hoa. Đây là một nhánh của lòng hồ thủy điện Hòa Bình anh em nhé. Cầu treo Trung Hòa em nhé.
Đây là xóm Ông. Xóm Ông Xôi Hoa Tân Lạc anh em nhé. Mình sang huyện Tân Lạc rồi anh em nhé. Dốc khá cao anh em nhé. Sau này có vách núi khá đứng này anh em nhé.